Hello anh em, hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để các bạn tạo một cái tài khoản Steam để các bạn có thể tải game trên Steam mọi nhé. Bởi vì là mình sao các bạn biết không, cái này thì cái tài khoản Steam thì mình cũng hướng dẫn các bạn mấy lần rồi cơ. Nhưng mà hôm nay mình vào thì mình lại thấy mấy bạn lại không lập được này. Em lập Steam mãi mà không được, anh chỉ cách nào cho em tải với. Em đăng ký Steam mãi không được, anh ơi em tạo Steam mãi không được. Tức là cách đây khoảng tầm mấy 20 giờ rồi, mà ngày hôm nay là ngày 14 tháng 11. Không biết là cái Steam bây giờ có thay đổi gì không, thì bây giờ mình sẽ lại tiếp tục làm cái hướng dẫn cho các bạn. Và mình sẽ quay từ đầu đến cuối cho các bạn để các bạn xem nhé. Bởi vì bản thân mình làm thì cũng như các bạn làm thôi. Có thể là có những cái vấn đề gì trong quá trình làm thì mình sẽ giữ nguyên như vậy. Và mình sẽ không tua cái clip này. Nên là nó có dài thì các bạn cũng chịu khó ấn tua nhé. Thì mình sẽ để nguyên cái tốc độ để cho các bạn biết là mình làm thì cũng giống như các bạn thôi, chứ nó cũng chả có khác gì cả. Bình thường mình quay cho các bạn cũng đều như vậy. Ok, thì để mà chúng ta tạo một cái tài khoản Steam thì bản thân mình thì đầu tiên sẽ phải có một cái số điện thoại. Có số điện thoại để tí nữa chúng ta tạo Gmail, rồi chúng ta kích hoạt cái Gmail đấy các bạn nhé. Nếu mà các bạn có Gmail rồi thì thôi, cũng không cần phải có số điện thoại nữa. Còn đây là mình sẽ hướng dẫn các bạn từ đầu, từ những cái bạn mà chưa có cả Gmail, rồi các bạn chưa có Steam nhá. Ok, thì mình thấy là bây giờ ai cũng có điện thoại rồi, hoặc là mượn của bố mẹ cũng được. Chúng ta sẽ vào cái clip ngày hôm nay này. Đầu tiên thì mình chỉ mở một cái trình duyệt lên thôi. Mình sẽ vào chỗ ẩn danh đi. Các bạn vào Google này, được chưa? Các bạn vào Steam, các bạn viết chữ Steam vào đấy. Đây chữ Steam đây. Thì nó ra cái trang Steam này các bạn này. Steam.store, steampower.com này này. Các bạn kích vào. Hoặc là mình sẽ để cái link của cái trang Steam này ở dưới phần mô tả, hoặc là bình luận để cho các bạn kích vào cho nó nhanh nhá. Khi các bạn vào cái trang Steam này này. Đây. Rồi đúng không? Thì nó sẽ có cái dòng install Steam đây, các bạn kích vào thôi. Tại đây các bạn hãy kích vào cái phần install Steam. Hiện tại mình đang sử dụng Windows thì mình sẽ kích bản này. Bạn nào dùng Mac thì kích cái biểu tượng quả táo nhé. Chúng ta sẽ kích vào đây. Các bạn kích vào thì nó sẽ hiện một cái trang như này. Để các bạn hỏi các bạn lưu đâu thì các bạn có thể ví dụ mình chọn ở ngoài desktop đi. Đây. Cho chúng ta ấn save. Rồi sau khi ấn thì cái file nó được tải về này. Nó có 2,2 MB thôi. Các bạn có thể kích thẳng vào đây để các bạn ấn cài luôn cũng được. Hoặc là các bạn có thể ra ngoài màn hình. Đây, cái Steam vừa tải về đây này. Các bạn có thể kích thẳng vào đây để chúng ta ấn vào cài thôi. Kích vào cài nhá. Nó hiện lên cái bảng này thì chúng ta ấn Next thôi. Next. Tại đây nó có phần chọn ngôn ngữ thì các bạn không có tiếng Việt đâu. Thì tí nữa chúng ta cài xong Steam thì chúng ta mới chuyển sang tiếng Việt. Còn đây thì chúng ta cứ chọn tiếng Anh đi nhá. Next. Ấn Install. Tại đây các bạn có thể chọn cái nơi mà các bạn muốn lưu cái Steam này. Mặc định thì để ổ C. Còn các bạn có thể ổ D, ổ E cũng được. Các bạn ấn vào Grow để mà chọn ổ khác nhé. Còn mình sẽ để mặc định ổ C. Ok. Ấn Install. Đấy, thế này là nó đã cài xong cái Steam. Cái Steam thì chúng ta ấn Finish. Ấn Finish thì đây là cái quá trình nó đang cập nhật cái Steam. Thì các bạn chờ cho nó cập nhật thôi. Ho quá các bạn. Mấy hôm nay bị ho. Thì chúng ta cứ để cho nó chạy cái phần cập nhật này. Bình thường mình sẽ tua cái này, nhưng mà bây giờ mình sẽ không tua, mình sẽ để nguyên như thế. Tức là mình làm như thế nào thì mình sẽ quay để nguyên như vậy cho các bạn nhé. Nên là đừng bạn nào phàn nàn cái vấn đề là tại sao clip lại dài như vậy. Ok. Thì đây là quá trình nó update này. Chúng ta sẽ chờ một chút. Vì mình thấy là thỉnh thoảng có những bạn còn nhắn với mình là anh ơi tạo hộ em cái tài khoản Steam. Thế mình chả hiểu là tạo thì nó cũng như các bạn tạo thôi chứ có gì đâu. Sau khi nó chạy xong cái đấy nhá thì các bạn nhá, thì ở trên màn hình của bạn nó sẽ hiển thị một cái bảng. Thì các bạn chờ một chút để cho nó hiển thị. Ngoài ra thì ở trên cái màn hình ấy nó có thêm một cái biểu tượng là biểu tượng Steam. Đấy, nó hiển thị cái bảng này này. Và trên cái màn hình của các bạn này nó có thêm một cái biểu tượng Steam đây này. Được chưa? Còn đây là cái file cài đặt nhá. Cái file cài đặt này sau khi các bạn cài xong rồi các bạn có thể xóa đi. Delete đi nhá. Còn đây, sau này chúng ta vào Steam chúng ta sẽ click vào đây để chúng ta vào. Khi nó hiển thị lên cái bảng này rồi đúng không? Thì tại đây thì nếu bạn nào mà có cái tài khoản Steam rồi thì các bạn có thể click vào đây để các bạn đăng nhập. Còn bạn nào chưa có thì chúng ta sẽ ấn vào cái dòng này này. Create a free account. Thì cái Steam này nó không mất phí để chúng ta tạo đâu các bạn. Gọi là miễn phí mà, free mà nhá. Chúng ta click vào đây để chúng ta tạo này. Khi các bạn click vào đây thì nó sẽ ra một cái trang như thế này. Đấy, thì các bạn ghi các thông tin. Đầu tiên là các bạn phải ghi cái email vào đây. Sau đó là ghi lại email. Rồi cái đất nước của chúng ta. Nhưng mà hiện tại email thì có những bạn có email nhưng có những bạn chưa có email đúng không? Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo email. Những cái bạn nào mà có rồi thì chờ mình một chút để mình hướng dẫn những bạn chưa có email đó nhá. Email ví dụ như là datdungdinh2019a@gmail.com chẳng hạn. Đấy là những cái email của mình. Bây giờ mình sẽ tạo email cho các bạn này. Tạo email thì mình lại bật đây thì mình vào cái trang đó là trang Gmail.
gmail.com. Đấy, đây nhé các bạn nhé. Enter. Khi ấn gmail.com thì nó sẽ ra cái trang như thế này. Nếu mà nó là tiếng Anh thì các bạn có thể chuột phải để các bạn dịch sang tiếng Việt. Còn đây của mình nó là tiếng Việt rồi thì mình sẽ để nguyên. Tại đây các bạn có thể ấn vào chữ tạo tài khoản này này, hoặc là tạo tài khoản đây. Đây là tạo tài khoản email các bạn nhé. Còn tí nữa chúng ta mới tạo tài khoản Steam. Ok, vì cái tài khoản Steam tạo thì nó cần với cái tài khoản email mà, nên chúng ta cần phải tạo một tài khoản email. Chúng ta ấn vào tạo tài khoản. Rồi, tại đây thì các bạn có thể ghi họ tên của các bạn, tùy ý các bạn nhé. Mình có thể ghi là Tuấn Đạt đi. Tuấn Đạt. Sau đó chúng ta ấn vào chữ tiếp theo thôi. Tại đây các bạn có thể ghi ngày tháng năm sinh, 20 tháng 2 đi, năm 1995. Đấy, các bạn tùy ý các bạn, nhưng mà các bạn nên làm sao để chọn những cái khoảng thời gian khoảng tầm trên 18 tuổi đi. Bình thường có những cái game nó bắt các bạn trên 13 tuổi, có những cái game thì là trên 18 tuổi. Thôi tốt nhất chúng ta cứ chọn một cái tên, một cái năm sinh là trên 18 tuổi đi nhá. Giới tính tùy các bạn, mình chọn nam. Rồi chúng ta ấn tiếp theo. Bây giờ chúng ta ghi tên mà các bạn muốn tạo này, cái email các bạn muốn tạo này, thì cái này thì các bạn tùy vào các bạn sở thích các bạn nhé. Ví dụ mình muốn tạo là Đạt Đủng Đỉnh, Đạt Đủng Đỉnh 2024 đi. Ok, cái này phải là tên duy nhất nhé. Nếu mà có người dùng rồi ấy, ví dụ Đạt Đủng Đỉnh 2019 này, cái này thì ngày trước mình tạo rồi thì ấn tiếp theo này, nó sẽ báo là tên người dùng đã được sử dụng, đúng không? Thì các bạn phải chọn một cái tên khác, thì mình sẽ chọn 2024 đi. Ấn tiếp theo này, thì cái này cũng có người dùng rồi thì mình sẽ chọn là Đạt Đủng Đỉnh 2025. Xem ai dùng chưa. Ồ, cũng có người dùng rồi, thế mình sẽ Đạt Đủng Đỉnh 2026 xem nào. Vẫn có người, thế thì mình sẽ Đạt Đủng Đỉnh 2007 23 đi. Sau đó mình ấn tiếp theo. Chắc này chưa có ai dùng. Đấy, nếu mà chưa có ai dùng thì nó như vậy. Tiếp theo nó sẽ hỏi các bạn là muốn đặt mật khẩu là gì. Thì cái này các bạn có thể đặt mật khẩu. Ví dụ mình đặt mật khẩu nhé, mình sẽ hiện cho các bạn đi. Ví dụ mật khẩu là admin sao 123 chẳng hạn. Đấy, có chữ hoa, chữ thường, có chữ hoa, chữ thường, có ký tự đặc biệt và có số. Đấy, mình đặt một cái mật khẩu như thế này chẳng hạn. Các bạn có thể đặt mật khẩu khác các bạn nhé. Ví dụ trường hợp các bạn đặt mật khẩu, mình thử đặt một cái mật khẩu là đơn giản một chút xem nào. Là Đạt Đủng Đỉnh đi. Bên này cũng Đạt Đủng Đỉnh, bên dưới là cũng viết giống như vậy. Ấn tiếp theo thêm nhé. À, nó vẫn cho mình đặt những cái mật khẩu đơn giản các bạn. Nếu mà cái nào mà nó không cho các bạn đặt đơn giản thì các bạn cứ đặt theo cái cú pháp là chữ hoa, chữ thường, a còng hay gì đó, rồi một số nhé. Còn mình thì nó vẫn cho mình một cái gọi là mật khẩu đơn giản là Đạt Đủng Đỉnh. Ok, chỉ có chữ thường thôi. Địa chỉ email khôi phục thì cái này các bạn có thể ghi hoặc là cũng là không thể ghi các bạn nhé. Cái địa chỉ khôi phục này là trường hợp là ví dụ sau này các bạn có bị quên cái email, quên cái email các bạn không vào được, thì các bạn có thể là dùng cái khôi phục để các bạn khôi phục lại. Không cần, chúng ta ấn vào bỏ qua. Số điện thoại thì tại đây các bạn hãy nên ghi số điện thoại của bạn vào, tránh trường hợp là sau này mà nó muốn lấy lại cái email thì các bạn không có số điện thoại để lấy lại, thì tốt nhất là nên ghi số điện thoại vào, vì trước sau gì nó cũng bắt các bạn cập nhật số điện thoại thôi. Còn không thì các bạn có thể ấn bỏ qua nhé. Mình sẽ cập nhật số điện thoại vào đây, 0834 này, 200790 này. Sau đó mình ấn tiếp theo. Tại đây thì nó sẽ xác minh số điện thoại, thì chúng ta sẽ ấn vào gửi, hoặc là các bạn ấn để sau cũng được. Thôi mình cứ làm cho đầy đủ nhé. Ấn vào gửi này. Ấn gửi để thử lại, 0834 200790. Đã xảy ra lỗi, nhấp vào gửi để thử lại. Ấn vào gửi. Rồi, thì sau đó các bạn sẽ kiểm tra điện thoại của các bạn. Nó sẽ hiển thị về một cái tin nhắn. Đấy, nó vừa kêu đấy. Thì của mình nó hiện là G87. Đấy, đấy mình chụp lại rồi. G871399. Thì mình sẽ ghi vào đây thôi. Đây, 871399. Ok, 871399. Nếu bạn nào không có số điện thoại thì bạn có thể mượn bố mẹ nhá. Nhưng mà tốt nhất là mượn bố mẹ chứ đừng mượn người ngoài, tránh trường hợp là sau này người ta lấy mất tài khoản của bạn khi người ta có số điện thoại của họ đấy nhá. Rồi chúng ta ấn xác minh. Rất tiếc dường như sự cố, vui lòng thử lại 871399. Rồi chuẩn mà. Ấn xác minh này. Rồi, được rồi đúng không? Thì đến đây thì sử dụng theo nhiều cách khác thì chúng ta có thể ấn bỏ qua cũng được, hoặc tôi đồng ý. Ấn bỏ qua đi. Tại đây thì chúng ta ấn xem lại các cái thông tin này. Email của mình là đạtdungdinh200723@gmail.com này. Và số điện thoại của mình là 0834200790. Thì các bạn nhớ cái này nhé.
Rồi, chúng ta ấn vào tiếp theo. Tại đây chúng ta kéo xuống, ấn vào đồng ý. Các bạn chờ một chút để nó tạo cái tài khoản email của các bạn. Rồi, nó báo cái này thì các bạn ấn F5 lại thôi. Hoặc là các bạn ấn vào cái này này, hoặc là các bạn chuột phải các bạn ấn tải lại thôi. Đấy, thì nó sẽ load vào cái email của bạn. Như vậy là các bạn đã tạo xong một cái tài khoản email rồi các bạn. Đây, tài khoản email của mình như vậy đã mình cho các bạn xem rồi. Tên của nó là datdungdinh20072323@gmail.com. Còn cái của các bạn tên là gì thì các bạn hãy nhớ là như vậy nhá. Còn đây là mình đã tạo xong một cái tài khoản Gmail rồi và nó vào được cái trang Gmail đây rồi. Ok. Tiếp theo, chúng ta hãy quay lại cái Steam. Thì trước khi quay lại Steam thì chúng ta hãy lấy cái mail này đã. Đây, copy cái địa chỉ email của chúng ta. Đây, chúng ta quay lại cái Steam. Đấy, quay lại cái bước này. Thì bước này những cái bạn mà đã có Gmail rồi thì chúng ta tiếp tục làm nhé. Điền email vào đây thôi, paste vào. Cái confirm này là tức là chúng ta ghi lại cái email, ghi vào. Cái country này chúng ta ghi là Việt Nam vào đây. Kéo xuống dưới có dòng Việt Nam này. Rồi, đây. Đấy, được chưa? Sau đó chúng ta ấn vào I'm not a robot. Các bạn tích vào. Tích vào đây thì nó hiện những cái này thì chúng ta hãy tích vào theo lựa chọn của nó. Ví dụ đây là crossword. Các bạn không biết thì các bạn có thể ghi cái từ crossword này vào cái Google dịch. Vào Google dịch thì các bạn chỉ cần vào trang Google đây này. Đấy, có cái phần Google dịch này. Các bạn ghi vào. Ví dụ đây là crossword đúng không? Đấy thì nó là crossword này. Đây, lối băng qua đường. Đấy, nó hỏi là lối băng qua đường. Thì đây, lối băng qua đường đây nó chính là cái này các bạn này. Ok chưa? Thì chúng ta ấn verify. Đấy, thì nó hiện ra cái chữ dấu tích này này. Nó hiện ra dấu tích này là được rồi các bạn. Sau đó các bạn tích vào I am 13 tuổi. Đấy, phải chấp nhận cái này nhá. Một lưu ý này, những cái bạn mà đến đây, đến cái bước này mà nó gọi là nó bị cái lỗi là nó không hiện cái tích I'm not robot mà các bạn cứ ấn mãi không được ấy, thì các bạn thử cách này cho mình nhé. Cái này thì mình cũng đã hướng dẫn rồi. À, tốt nhất là mình sẽ để cái clip đấy ở dưới, bởi vì mình có một cái clip này các bạn này. Đây, cái clip mà kiểu như là I'm not robot này này. Đấy, ấn mãi không được. Hoặc là cái captcha này ấn mãi không được các bạn này. Thì ngày trước mình đã chỉ cho các bạn rồi. Tức là nếu mà các bạn sử dụng cái ứng dụng của Steam này không được thì các bạn có thể vào trực tiếp trang Steam để các bạn đánh. Mình sẽ đánh luôn cho các bạn xem nhé. Đây, các bạn vào hẳn trang Steam này này. Vào lại trang Steam này. Các bạn ấn vào chữ login này này. Sau đó các bạn ấn vào Chris Account. Đến đây đúng không? Các bạn ấn vào chữ Chris Account này này. Thì nó cũng ra một cái trang như thế này. Rồi các bạn cũng ấn I'm not robot được nhé. Thì có hai cái cách đấy. Một là các bạn chạy qua cái ứng dụng này. Hai là các bạn có thể vào trực tiếp trên nền tảng của website. Được chưa? Thì nếu mà các bạn làm trên nền tảng website thì các bạn làm mọi thứ ở trên nền tảng website nhé. Còn bây giờ chúng ta lại làm lại cái này. Ô, cái này nó lại mất I'm not robot rồi. Chắc để lâu quá thì nó lại mất. Thì chúng ta lại tích lại thôi. Đây, Bicycle là xe đạp đúng không? Mình kích vào xe đạp. Mình kích những cái gì liên quan xe đạp thôi. Sau ấn verify. Đấy thì nó lại tích lại. Chúng ta tích ở dưới đây. Tiếp theo chúng ta ấn vào continue nhá. Nó hiện là do captcha. Đây, nó hiện này các bạn này. Nó hiện này. Thì các bạn tích lại lần nữa xem nào. Stair này là cầu thang đúng không? Chúng ta kích vào đây. Ấn vào next. Stair tiếp này. Đấy thì mình sẽ quay lại tất cả những gì mà mình gặp phải cho các bạn xem. Mô tô này, file này. Đấy, tích này, ấn continue này. Ok, nó vẫn bị một cái lỗi như thế này. Đúng không? Thì chắc chắn là sẽ có nhiều bạn bị cái lỗi như này giống mình. Vì tại thời điểm này mình làm nó hay bị lỗi này. Thì giải quyết vấn đề này giải quyết như nào? Đây, mình sẽ lại chia sẻ cho các bạn tiếp. Chúng ta tắt cái này đi. Tắt cái này đi nhá. Chúng ta sẽ không tạo tài khoản Steam bằng cái ứng dụng này nữa. Mà chúng ta quay lại như mình vừa nói cho bạn ấy. Đó là chúng ta vào cái trang lúc đầu mà chúng ta tải cái Steam ấy, đó là trang storesteampower.com ấy. Đây, chúng ta kích vào cái dòng login nhá. Tiếp theo, kéo xuống dưới cái dòng Chris Account, kích vào đấy. Hiện cái này bây giờ chúng ta bắt đầu tạo từ cái này. Bây giờ mình sẽ làm cho bạn nhé. Đầu tiên chúng ta ghi email vào, lại lấy lại cái email này. Đấy, paste vào đây. Chọn country là Việt Nam. Nó cũng giống cái kia thôi, nhưng mà nó trên nền tảng của website thôi. Kích vào I'm not a robot.
bicycle, xe đạp. Next, traffic, verify. Rồi, tích đến đây, tích vào đây. Bình thường chúng ta tích nó bị lỗi đúng không? Vậy thử tích thử nhá. Continue. Ok, được luôn đúng không? Vậy là những bạn nào mà làm ở cái ứng dụng nó bị thì nhớ là vào website để làm. Sau khi nó hiện cái này thì tức là nó đã gửi cho các bạn một cái người ta gọi là gì nhỉ? Một cái xác thực vào cái email của các bạn, thì chúng ta lại quay lại cái email của các bạn. Quay lại cái email. Đây, quay lại cái email đây, quay lại cái Gmail thì nó sẽ có một cái Steam gửi đến cho các bạn đây. Đúng không? Chúng ta kích vào cái mới nhất nhá, kích vào thì nó có cái dòng này này. Verify my email, tức là để xác thực ấy, thì chúng ta kích vào cái dòng đấy. Nếu mà bạn nào mà lúc mà kích vào nó chưa có thì các bạn có thể ấn tải lại để cho nó load mail nhé. Còn của mình nó hiện đây rồi. Chúng ta ấn vào verify. Nó hiện thế này, tức là cái mail của các bạn đã verify. Đấy, email verify. Sau chúng ta lại quay lại cái màn hình vừa nãy. Đây, quay lại cái màn hình mà nó chạy ấy. Là cái màn hình chúng ta đang tạo tài khoản Steam ấy, thì nó sẽ nhảy sang cái trang này. Đúng không? Nó nhảy sang cái trang này thì chúng ta sẽ tiếp tục ghi cái Steam account name nhá. Lúc mà chúng ta ấn vào cái dòng mà AmRobot ấy thì nó sẽ ra một cái chạy đúng không? Sau đó chúng ta check email đúng không? Thì cái trang mà chạy ban đầu ấy, nó sẽ chạy qua cái này. Sau khi chúng ta kích vào cái Gmail nó sẽ chạy ra cái này. Chạy ra credit do account này. Chứ các bạn đừng có hỏi mình là tại sao lại tự dưng lại vừa đấy nó không phải trang này mà nó lại bây giờ lại ra cái chữ credit do account là cái này đâu nhá. Nó chính là cái lúc đầu mà chúng ta kích vào AmRobot robot ấy và chúng ta ấn next ấy, thì nó bắt chúng ta kiểu như xác thực email. Sau khi xác thực email thì cái trang vừa nãy nó sẽ tự nhảy lên cái trang này. Có điều là lúc ấy chúng ta đang ở bên Gmail thì chúng ta không nhìn thấy thôi, chứ nó sẽ tự nhảy sang trang này nhá. Ok, nó nhảy sang đây thì chúng ta ghi một cái tên của cái account thôi, một cái nick thôi. Ví dụ mình sẽ đặt là Đạt Đủ Đỉnh 200724. Đấy, mình tạo một cái tên như vậy. Các bạn có thể tạo một cái tên khác cũng được, nhưng mà vừa nãy mình tạo cái Gmail như này thì bây giờ mình đặt như thế này để cho mình dễ nhớ mà nhá. Còn password thì mình sẽ thử đặt là Đạt Đủ Đỉnh như là Gmail xem nhá. Đấy thì nó bảo là cái này không được này, bởi vì là kiểu như là nó ấy quá ấy. Để chúng ta có thể dịch nó ra mà. Bao gồm chữ thường và chữ hoa, số và ký hiệu để có mật khẩu mạnh hơn. Chữ thường, chữ hoa, số và ký hiệu để có mật khẩu mạnh hơn. Thì ví dụ một cái tên như thế này đi. Admin sao 123. Chữ hoa, chữ thường, ký tự và số. Ok, mình sẽ để một cái mật khẩu như thế này nhá. Mình sẽ điền vào đây xem nào. Điền vào đây. Ok, nó có không báo nữa đúng không? Để mình thử đăng xem nhá, đăng xem có được không nhá. Đăng. Có được không? Ok, được rồi. Vậy là mình đã tạo xong một cái tài khoản Steam rồi các bạn. Tài khoản Steam của mình là gì? Là Đạt Đủ Đỉnh 200724. Mật khẩu của mình là admin sao 123 nhá. Ok. Rồi thì bây giờ chúng ta sau khi tạo xong cái tài khoản Steam rồi chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ quay lại cái Steam này. Chúng ta đăng nhập cái tài khoản đấy vào đây thôi. Đây mình sẽ kích nha, bình thường là không có cái gì đúng không? Chúng ta kích vào cái Steam bên dưới này. Nó sẽ ra một cái bảng vừa nãy và chúng ta điền cái tài khoản chúng ta vừa tạo thôi. Đây. Đạt Đủ Đỉnh 200724. Đúng không? Password là admin đâu rồi? Admin sao 123. Đấy, điền vào đấy, ấn sign in. Đây. Như vậy là mình đã tạo xong một cái tài khoản Steam. Đúng không? Tất cả mọi thứ là mình quay vừa đấy cho các bạn là từ đầu đến cuối luôn. Không quay, không chỉnh sửa luôn nhá. Rồi, vào đây. Vào đây thì nó đang là tiếng Anh đúng không? Thì các bạn hãy kích vào cái Steam này này. Kích vào setting. Sau đó chúng ta kích vào interface. Tại đây cái phần liên quan đến cái Steam language này, các bạn kích vào. Kéo xuống dưới. Có dòng tiếng Việt đây. Kích vào. Ấn vào restart now. Chờ một chút nó khởi động lại thì cái Steam của bạn nó sẽ là tiếng Việt. Đây. Đợi một chút đi các bạn. Rồi. Đây. Đây. Đạt Đủ Đỉnh 200724 đây. Thì tại đây các bạn sẽ vào cái phần đâu nhỉ? Cửa hàng này này, vào cửa hàng này
rồi các bạn tìm kiếm một cái game bất kỳ, ví dụ như là PUBG Battleground này, miễn phí này, các bạn click vào. Rồi các bạn ấn kéo xuống, các bạn ấn vào chơi miễn phí hoặc là chơi trò chơi. Đây là mình hướng dẫn các bạn cài game luôn nhé. Tại đây thì các bạn nó sẽ hỏi các bạn muốn lưu đâu. Ví dụ của mình là cái game này nó đang cần là 34,09GB, trong khi đó là cái ổ C của mình đang chống khoảng tầm 36,43GB chống, thì nó chống hơi ít đúng không? Thì các bạn có thể click vào đây để các bạn chọn cái ổ khác. Đây, add thêm vào, click vào đây, thêm ổ cứng. Mình sẽ thêm cái ổ D đi, ổ D mình không chống nhiều. Ổ E, mấy cái ổ này của mình nó không đủ chống. À đây, thôi mình sẽ cài vào ổ C đi nhá. Nên là các bạn nếu mà chọn thì các bạn chọn những cái ổ nào còn chống nhiều nhá. Đâu rồi, chơi. Đấy thì mình sẽ chọn, à đây, ổ D của mình nó xuất hiện rồi này. Chống 121GB này, trong khi đó cái game này nó cần phải 34GB thôi. Nhưng mình chọn ổ D đây, thì ấn vào cài đặt. Đấy, ấn vào đồng ý. Thì sau khi các bạn ấn vào đồng ý như vậy thì nó sẽ tải cái game của bạn về. Đâu rồi, nó đang tải chưa? Cần sự chấp nhận không các bạn thích. Đâu. Các bạn có thể click vào cái phần thư viện này này, là những cái game mà các bạn đang tải về. Đây, thì nó thấy cái Battleground PUBG PC đâu, click vào đây. Thế này thì nó đang tải các bạn này. Bao giờ nó tải xong nó có chữ chơi đây thì các bạn chơi là xong. Ok, thì đấy là một, từ đầu đến cuối mình đã quay cho bạn cái quá trình mình tạo một cái tài khoản email, tạo một tài khoản Steam, cài Steam và mình đã tải một cái trò chơi để cho các bạn xem làm như thế nào. Các bạn thấy nó cũng khá đơn giản đúng không? Nó cũng không có gì cả. Và sau khi mình làm xong cái này thì chúng ta cần phải nhớ những cái gì? Đầu tiên là email của mình tạo. Email của mình tạo vừa nãy là gì? Đạt đồng đỉnh 20072424@gmail.com. Mật khẩu của mình là đạt đồng đỉnh. Tiếp theo là Steam của mình, tài khoản là gì? Là đạt đồng đỉnh. Đạt đồng đỉnh 20072424. Còn mật khẩu Steam của mình là gì? Là admin sao 123. Đấy, các bạn nhớ lại những cái gì mà các bạn đã tạo. Cũng kiểu như mình là tạo email là như này, mật khẩu như này, để sau này ví dụ như các bạn có vào Steam ở những cái máy khác ấy, nó bắt các bạn xác thực cái email thì các bạn vẫn còn biết là email là gì, mật khẩu là gì để các bạn vào các bạn xác thực nhá. Bởi vì cái Steam hôm nay mình cài ở đây thì xác thực ở đây đúng không? Ví dụ mai mà mình làm một cái máy khác, mình cài máy khác mà mình đăng nhập cái máy khác ấy, thì có thể là nó sẽ bắt các bạn phải vào cái email để xác thực xem bạn có phải là người email hay không. Thì các bạn nhớ cái mật khẩu email, cái email của các bạn để các bạn xác thực khi các bạn muốn chuyển sang một cái máy khác nhá. Ok, còn bây giờ mình sẽ tạm dừng clip tại đây. Cái này thì mình sẽ để nguyên đây nhá. Cái mật khẩu này, cái tài khoản này mình sẽ để nguyên. Kể các bạn nào mà vào mà xem sớm thì các bạn có thể là tự đăng nhập vào thử. Ok, rồi, như vậy là mình đã chia sẻ xong bạn cách để các bạn có thể tạo một cái tài khoản Steam và cài game trên Steam. Có gì thêm chia sẻ thì các bạn hãy comment xuống dưới nhé. Chào các bạn và chúc các bạn sẽ tạo Steam và cài game thành công và chơi game vui vẻ. Bye bye.